Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày thứ hai diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì cuộc diễn tập. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đi thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công và gia đình quân nhân nghèo ở huyện Tiên Lữ. Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hưng Yên thêm 81 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ dự án VLAB ở huyện Khói Châu. Phường Bạch Sam giải tỏa 19 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Hôm nay ngày diễn tập thứ hai được tiếp nối với những nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập chủ trì. Dự diễn tập có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3. Cùng tham gia diễn tập có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức diễn tập. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh và lãnh đạo quân khu 3. Với tình huống giả định xuyên suốt của diễn tập đó là lực lượng vũ trang nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ trạng thái thường xuyên lên cao, công an tỉnh nhận lệnh báo động cấp 2, thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhận chỉ thị lệnh quyết định của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các sở ban ngành đoàn thể nhận diện chỉ đạo từ các bộ ngành trung ương chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tỉnh ủy tổ chức khẩn hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy mở rộng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chủ trì ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thành lập hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh, giao nhiệm vụ nhằm đảm bảo nguồn lực về vật chất, trang thiết bị đáp ứng chuyển trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Công an tỉnh tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống A2, giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự, đánh chiếm mục tiêu, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin và phòng chống cháy nổ. Tối ngày 28 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương sang trạng thái thời chiến. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Tại hội nghị này, Hội đồng Nhân dân thống nhất công bố các quyết định tuyên bố chiến tranh trên toàn lãnh thổ, chuyển sang trạng thái từ thời bình sang thời chiến trên toàn quốc. Nghị quyết về tổng động viên trên phạm vi cả nước, huy động lực lượng dự bị động viên của tỉnh bổ sung cho quân đội. Ra nghị quyết địa phương chuyển từ thời bình sang thời chiến, các sở ban ngành tỉnh báo cáo tình hình thực tế và đề xuất phương án ứng phó trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy quân sự thực hiện theo chỉ đạo, công an tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trật tự. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo phòng không nhân dân và triển khai công tác phòng không nhân dân thời chiến. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng phòng không, bảo vệ mục tiêu và giao nhiệm vụ cho các sở ngành. Tiếp theo các nội dung diễn tập, sáng nay, Ban tổ chức tiến hành nội dung thực binh tiến công hỏa lực đường không, thực hành thông báo báo động phòng không, lực lượng phòng không tự vệ tham gia báo động đánh địch tiến công hỏa lực, hướng dẫn nhân dân sơ tán, khắc phục hậu quả cứu sập và kích hoạt bệnh viện dã chiến. Tình huống giả định là địch tấn công bằng đường không, máy bay địch ném bom phá hoại trên địa bàn, gây nhiều thương vong và làm hư hại nhiều tài sản của người dân. Trước tình hình khẩn cấp, trận địa pháo phòng không đã khẩn trương triển khai các phương án, huy động nhân dân tham gia báo động, tổ chức bắn máy bay địch theo nhiều hướng. Với sự nhanh nhạy, nhuần nhuyễn, vận hành chính xác các mục tiêu máy bay địch đều bị tiêu diệt, đúng theo yêu cầu diễn tập. Tiếp đó, kích hoạt bệnh viện dã chiến với quy mô 50 giường, 124 cán bộ y bác sĩ nhanh chóng triển khai phối hợp cùng lực lượng quân sự và nhân dân tiến hành tìm kiếm, vận chuyển, thu dung người bị thương sau trận chiến đánh địch bằng đường không vừa diễn ra về bệnh viện cứu chữa. Mọi công đoạn đều được các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp đúng với tinh thần thời chiến. Tại bệnh viện, các y bác sĩ khẩn trương xem xét vết thương, phân loại, thậm chí tiến hành phẫu thuật ngay khi cần thiết.
đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ, điều chỉnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ra nghị quyết lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 dự. Hội nghị quán triệt mục đích yêu cầu nghị quyết Đảng ủy Quân khu 3, hội nghị nghe báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ, đưa ra đề xuất chủ trương biện pháp lãnh đạo. Tại cuộc họp này, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu góp ý kiến về kế hoạch tác chiến cho phù hợp với địa hình, địa thế, điều kiện thực tế về vị trí, hệ thống giao thông của địa phương. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo đảm tác chiến. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe các ngành báo cáo theo lĩnh vực của các ngành, phương án tác chiến phòng thủ của ngành mình và thống nhất phương án hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ trong điều kiện chiến tranh toàn lãnh thổ. Buổi chiều, các cơ quan đảng, đoàn, các sở ban ngành tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch bảo đảm trong tác chiến phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch cho các đơn vị thuộc thẩm quyền. Tiếp đó là nội dung diễn tập thực hành xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường không với tình huống giả định là phát hiện nhiều máy bay địch trên địa bàn tỉnh. Sau đó, địch đổ bộ xuống một số vị trí. Sau khi nhận thông tin báo cáo về từ các đơn vị, chỉ huy trưởng ra lệnh cho các đơn vị phối hợp cùng các địa phương tập trung hỏa lực đánh địch đổ bộ, song song với đó tiến hành đánh máy bay địch. Cùng thời điểm diễn ra các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tại hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ cũng tiến hành diễn tập theo các nội dung tương ứng. Sau hai ngày diễn tập, các nội dung đều đạt yêu cầu đề ra. Ngày mai, diễn tập sẽ tiếp tục với nội dung thực binh đánh địch đổ bộ đường không. Chiều nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công và gia đình quân nhân nghèo ở huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 3 đã đến tặng quà cho 30 gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình quân nhân nghèo đang tại ngũ ở huyện Tiên Lữ. Trị giá mỗi phần quà 1,5 triệu đồng, gồm quà và 1 triệu tiền mặt. Đây là một trong những hoạt động nhằm tri ân, động viên các gia đình có công, các gia đình chính sách, đồng thời động viên các chiến sĩ đang tại ngũ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị. Đến thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Biên, thương binh loại 1/4 ở xã An Viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi động viên thương binh và gia đình. Đồng chí ghi nhận những đóng góp to lớn của thương binh Nguyễn Văn Biên, đồng thời chúc ông luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ noi theo. Chiều nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy việc thực hiện quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai đề án số 06. Đây là công cụ hữu hiệu giúp phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch đề nghị các đơn vị, địa phương, các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ, có hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, chỉ còn gần 3 tháng. Vì vậy, các sở, ngành, các địa phương cần phối hợp nhịp nhàng với lực lượng công an tỉnh để sớm hoàn thành đề án. Công an tỉnh cũng hoàn thành việc đánh giá, nhìn nhận kết quả, những tồn tại, khó khăn của từng giai đoạn cụ thể. Đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện và tiếp tục đề xuất nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh thực hiện đề án. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, kiện toàn các tổ công tác đề án số 06 ở các thôn, tổ dân phố. Đào tạo, trang bị kiến thức cần thiết cho các tổ viên để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Công an tỉnh sớm ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại các địa phương, các sở, ngành, qua đó nắm được những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Ngày 20 tháng 12 năm 2022 là thời điểm cuối cùng để tỉnh hoàn thiện các chỉ tiêu báo cáo Trung ương. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có thêm 81 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho các tổ chức và cá nhân. Trước đó, từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 42 xã phường thị trấn đủ điều kiện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có thêm 81 xã phường thị trấn đủ điều kiện.
Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng 123 xã phường thị trấn đủ điều kiện được đăng ký cấp biển số. Trong đó, thành phố Hưng Yên có thêm 8 xã phường, huyện Kim Động có thêm 12 xã, huyện Tiên Lữ có thêm 10 xã, huyện Phù Cử có 10 xã, huyện Ân Thi có thêm 11 xã, huyện Khoái Châu có thêm 13 xã, huyện Văn Giang có thêm 3 xã, huyện Văn Lâm có thêm 3 xã, huyện Yên Mỹ có thêm 8 xã và thị xã Mỹ Hào có thêm 3 xã phường. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 26 dự án, nâng tổng số lên trên 500 dự án. Trong đó có 9 dự án đầu tư nước ngoài và 17 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 90 triệu đô la Mỹ và gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án đầu tư vào khu công nghiệp sạch là dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 225 triệu đô la Mỹ và 737 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 430 triệu đô la Mỹ. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư. Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 505 dự án, trong đó 273 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 32.000 tỷ đồng và trên 5 tỷ đô la Mỹ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân và để kịp thời tiêu thoát nước, từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã đầu tư nạo vét và kiên cố hóa 3 công trình thủy lợi với gần 3 km. Ngoài hoàn thành 2 dự án chuyển tiếp kiên cố hóa tuyến kênh Tấn trạm bơm An Vũ thuộc địa bàn phường Hiến Nam và cải tạo nâng cấp sông Tân An thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa với trên 1.000 m từ năm 2011. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hưng Yên đã đầu tư kinh phí gần 6 tỷ đồng để nạo vét gần 2.500 m chiều dài công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước dân sinh và kiên cố hóa trên 300 hệ thống kênh Âu Điển thuộc địa bàn xã Hồng Nam. Tính đến hết năm 2021, huyện Khoái Châu còn tồn đọng hơn 36.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo dự án VLAP. Để giải quyết một số lượng lớn hồ sơ còn tồn đọng, thời gian qua các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã đẩy mạnh các giải pháp để tháo gỡ, cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình và cá nhân. Xã Việt Hòa có hơn 3.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp theo dự án VLAP còn tồn đọng. Thời gian qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đến nhận được hơn 300 giấy chứng nhận đủ điều kiện, đồng thời rà soát những hồ sơ sai diện tích, hình thể, chủ sở hữu, không đủ điều kiện cấp trả để gửi lên văn phòng đăng ký đất đai huyện xử lý. Gia đình tôi thì đi làm ăn ở xa, cũng được cán bộ, các ban ngành của xã đánh giấy nên gọi về để lấy rất nhiều lần. Thì hôm nay quả thật là tôi cũng về, tôi thấy thế này tôi phấn khởi quá. Những hồ sơ còn tồn đọng của chúng tôi thì đại đa số là những hồ sơ sai hỏng. Các hộ không nhận, mời các hộ ra nhưng mà sai hỏng, sai tên rồi thì sai diện tích, thiếu diện tích. Còn những cái hồ sơ đã cấp được, đã đủ điều kiện thì chúng tôi chả coi như đã hết. Là một địa phương có sự sôi động trong việc giao dịch đất đai, những ngày này công chức địa chính và lãnh đạo xã Đông Kết đang căng mình làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để giải quyết những tồn đọng vướng mắc do sai lệch về thửa đất, thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp theo hồ sơ cũ và thửa đất được đo theo bản đồ địa chính VLAP. Toàn xã có hơn 1.500 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo dự án VLAP còn tồn đọng. Trong 2 tháng gần đây, xã tích cực triển khai, rà soát, đôn đốc các hộ dân đến nhận được gần 350 giấy chứng nhận. Ủy ban Đông Kết sẽ tập trung từ nay đến trong đầu tháng 10 này tới đây, sẽ rà soát xong tất cả những cái sổ đỏ còn lại nó vướng mắc ở đâu, sẽ ghi từng cái đó xong thông báo lại cho các gia đình. Những cái gì đính chính thì mời họ lên để họ làm thủ tục để đính chính. Những cái gì mà những cái nào mà không đính chính mà cần phải thu hồi hoặc điều chỉnh thì cũng thông báo lại cho họ biết để họ tới đây sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng điều chỉnh lại để cho nó phù hợp và cũng phấn đấu là cố gắng xử lý càng nhanh càng tốt. Từ đầu năm đến nay, huyện Khoái Châu đã trao được hơn 9.200 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có hơn 1.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, gần 7.900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Sự tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng sẽ giúp Khoái Châu sớm ổn định trật tự trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế giải tỏa các vi phạm trên đất nông nghiệp đối với 19 hộ dân ở tổ dân phố Lường. Các vi phạm bị cưỡng chế gồm từng bao, từng xào, tập kết đất cát, san lấp mặt ruộng, làm lán tạm, trồng cây lâu năm trái phép trên đất trồng lúa thuộc cánh đồng cửa cống, tổ dân phố Lường.
Quá trình tiến hành giải tỏa, một số hộ dân có biểu hiện ngăn cản, Ủy ban nhân dân phường Bạch Sam đã chỉ đạo lực lượng cưỡng chế, vừa tuyên truyền vận động, vừa cương quyết giải tỏa. Kết quả đã giải tỏa các vi phạm của 19 hộ với gần 400 mét tường bao, tường rào. Trước đó, đầu tháng 9, phường Bạch Sam cũng đã tuyên truyền vận động một số hộ gia đình tự giác tháo dỡ gần 600 mét vuông mái tôn, nhà tạm vi phạm hành lang giao thông và thủy lợi. Thời gian gần đây, việc sản xuất nông nghiệp của người dân ở thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hệ thống kênh tưới tiêu của địa phương đã bị tắc nghẽn bởi quá trình thi công dự án đường bên nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Để tạo thuận lợi trong việc triển khai dự án trên, trạm bơm của thôn được di chuyển đến điểm cuối của kênh chung thủy nông tại trạm bơm thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, cách trạm bơm cũ gần 2 km. Tuy nhiên, việc thoát nước ra kênh tiêu chỉ được đào đắp tạm thời, không có hệ thống cống tiêu thoát. Hơn nữa, toàn bộ các mương máng tiêu ra kênh đều bị chặn lại do thi công các hạng mục đường trục ngang, cầu nên không thể điều tiết nước. Hơn 140 mẫu đất canh tác sản xuất nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ ngập lụt nếu có mưa lớn, nhất là khi đây là địa phương có diện tích trồng bí đông lớn. Nếu tình trạng này không được khắc phục thì vụ sản xuất này của bà con đứng trước nguy cơ thất thu. Truyền thống của làng nhà tôi, của xã nhà tôi là trồng bí đông. Bao nhiêu công sức mà tôi làm luống rồi mà cây tôi ương trên đường rồi mà bây giờ phải bỏ ruộng không làm được, nước thì nhiều. Không ra được nước, cống rãnh bên thi công lấp hết rồi. Mặc dù người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị nhiều lần, song chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác xã hội hóa giáo dục là một trong những cách làm hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện cơ sở vật chất. Bên cạnh sự đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhiều trường học đã triển khai và sử dụng hiệu quả dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phụ huynh học sinh. Toàn bộ phòng học ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đều có điều hòa, trang thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy cho các môn học đặc thù luôn đầy đủ. Cùng với đó là cơ sở vật chất khang trang với không gian xanh thân thiện, có khu vui chơi ở bậc mầm non, sân bóng đá bóng rổ ở bậc tiểu học, trung học cơ sở. Đây chính là những công trình được xây lên từ nguồn xã hội hóa và kết quả trong cách làm công khai, minh bạch của địa phương và các nhà trường. Khi mà được xã hội hóa vào thì nhìn khung cảnh nhà trường nó cũng đẹp hơn, các con cũng được hoạt động nhiều hơn, trải nghiệm được nhiều những cái phần mà khi được phụ huynh tặng cho và có kinh phí. Thông tin đến Mạnh Thường Quân, đến các phụ huynh qua buổi học phụ huynh đầu năm, do cái nguồn tiền thì sẽ công khai minh bạch trước tất cả phụ huynh và trước tất cả hội đồng nhà trường. Và sau đó báo cáo với ủy ban xã và xin ý kiến ủy ban xã là cho phép là xã hội hóa cái khoản tiền đó và sử dụng khoản tiền đó như thế nào. Trong những năm qua thì cô con theo ở học ở trường Tân Quang thì công tác xã hội hóa thì được bàn bạc cụ thể giữa các phụ huynh và chúng tôi là rất tin tưởng yên tâm xã hội hóa để cho các cháu được thụ hưởng. Trong các công trình phần việc xây dựng từ nguồn tiền xã hội hóa tại các nhà trường, yếu tố quan trọng để công khai minh bạch, làm đúng, chi đủ chính là sự đồng hành, tham gia của phụ huynh học sinh khi trực tiếp giám sát thực hiện các công việc. Trước đây người dân chưa hiểu cái xã hội hóa là đồng tiền ý là để làm gì, đi đâu về đâu. Thế thì nhà trường cũng thành lập hội phụ huynh học sinh, đứng ra tuyên truyền phụ huynh học sinh là chung tay con giàu một nắm mà con khó một nén, cứ không bảo ai phải đóng góp, không phải cầu bằng, tự giám sát, theo dõi thợ, mỗi một công trình xong là đều kinh tế công khai. Phát động xã hội hóa giáo dục thì nhà trường sẽ lên kế hoạch và thành lập ban và quyên góp vận động gồm có phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường và giáo viên và báo cáo kịp thời với cấp trên phòng giáo dục và ủy ban xã, đồng ý nhất trí thì nhà trường sẽ làm các khoản mà kinh phí các bậc phụ huynh đóng góp đều được công khai và ghi danh sách từng người. Việc tiếp nhận tài trợ theo thông tư số 16 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các trường phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc và không quy định mức tài trợ bình quân hay tối thiểu, và khuyến khích tài trợ theo kiểu chìa khóa trao tay. Chính vì vậy, công tác xã hội hóa giáo dục mới thực sự phát huy được hiệu quả, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục thay vì lạm dụng xã hội hóa để lạm thu. Thưa quý vị và các bạn, chính vì thiếu công khai, minh bạch mà lãnh đạo một số nhà trường ở Hưng Yên đã bị phê bình kỷ luật.
Vì vậy thì việc này đóng vai trò rất là quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà các nhà trường đang tập trung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và các địa phương cũng đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thì giáo dục vẫn cần phải được đầu tư rất nhiều từ nguồn lực xã hội hóa. Chiều qua trong khuôn khổ vòng 16 giải hạng nhất quốc gia 2022, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đã có chiến thắng đậm trước câu lạc bộ Cần Thơ ngay trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ngay trong hiệp 1, câu lạc bộ Phố Hiến đã có được hai bàn thắng to công của cầu thủ Thanh Nhàn và Trung Hiếu ở phút 27 và 33. Sang hiệp 2 phút thứ 50, đội chủ nhà câu lạc bộ Cần Thơ có bàn thắng rút ngắn tỷ số của cầu thủ Thanh Long. Những phút sau đó, cầu thủ Huỳnh Công Đến và Tẩy Văn Toàn bên phía câu lạc bộ Phố Hiến ghi liên tiếp hai bàn thắng để ấn định thắng lợi 4-1 cho đội bóng xứ Nhãn. Sau 16 vòng đấu, câu lạc bộ Phố Hiến có được 28 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng câu lạc bộ Công an Nhân dân 1 điểm. Tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Sau khi căng thẳng dâng cao liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đang kêu gọi công dân tại Nga lập tức về nước để tránh nguy cơ bị gọi nhập ngũ theo lệnh động viên quân sự một phần tại quốc gia này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cảnh báo khả năng những công dân mang hai quốc tịch Nga và Mỹ có thể bị gọi nhập ngũ để bổ sung lực lượng cho xung đột ở Ukraine. Do đó, Mỹ kêu gọi những người cư trú hoặc du lịch trong nước Nga nên rời Nga ngay lập tức. Những công dân khác không nên đi du lịch đến Nga. Cùng với Mỹ, Bulgaria và Ba Lan cũng đưa ra lời kêu gọi công dân rời Nga ngay lập tức và hạn chế du lịch đến nước này. Chiều tối 28 tháng 9, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống biển Nhật Bản trong bối cảnh một tàu sân bay của Mỹ đang tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Sunan thuộc thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc hơn 18 giờ ngày 28 tháng 9. Phía Bình Nhưỡng luôn lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đó là hoạt động diễn tập để tấn công Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa xuống biển Nhật Bản. Theo báo cáo của Quốc hội Mỹ, cuộc khủng hoảng nghiện và sử dụng quá liều thuốc giảm đau tại Mỹ đã khiến kinh tế nước này thiệt hại tới gần 1.500 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm 2020. Và con số dự báo sẽ tiếp tục tăng. Báo cáo trích dẫn dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy số người tử vong liên quan đến thuốc giảm đau nhóm opioid đã gia tăng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, chiếm tới 75% trong số 107.000 ca tử vong do sử dụng quá liều thuốc giảm đau trong năm 2021. Con số cho thấy tính chất trầm trọng của cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau vốn đã gây tốn kém trên toàn nước Mỹ. Ủy ban Kinh tế Trung thuộc Quốc hội Mỹ cho biết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ 1.470 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, tăng 487 tỷ đô la Mỹ so với năm 2019 và tăng 37% so với năm 2017. Vừa qua, hai đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 và 2 của Nga gặp sự cố do rỉ. Dù đang ngừng vận hành, song các đường ống vẫn chứa đầy khí đốt. Từ phát tán ra, có phát thải kính lớn nhất từng được ghi nhận từ trước đến nay. Theo các chuyên gia khí tượng, sự cố rò rỉ tại hai đường ống dẫn khí đốt sẽ khiến 778 triệu mét khối khí đốt thoát ra khỏi các đường ống. Ước tính lượng khí thải nhà kính được giải phóng trong sự cố rò rỉ tương đương 500.000 tấn metan, gấp 5 lần thảm họa Aliso Canyon, vụ giải phóng khí metan trên mặt đất lớn nhất lịch sử Mỹ, tạo ra khoảng 90 đến 100.000 tấn khí. Khí metan trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu. Loại khí này hấp thụ nhiên liệu mặt trời hơn 82,5 lần so với dù chỉ tồn tại khoảng 12 năm hàng thế kỷ của CO2. Theo một nghiên cứu được công bố ngày 28 tháng 9, sông Thụy Sĩ tan chảy tốc độ trong lịch sử. Báo cáo do một ủy ban thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ thực hiện đã chỉ ra rằng sông băng ở Thụy Sĩ mất đi 6% thể tích trong năm nay do mùa đông khô hạn và các đợt nắng nóng thường xuyên xảy ra trong mùa hè, phá vỡ các kỷ lục trước đó. Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nước và năng lượng trong những năm khô nóng. Chính quyền bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ đang chuẩn bị triển khai một sáng kiến nâng cao nhận thức về bảo tồn nguồn nước và các vấn đề liên quan đến môi trường với sứ giả là các em học sinh. Cụ thể, học sinh từ lớp 9 đến lớp 10 ở Assam sẽ được chỉ định làm sứ giả về nguồn nước sạch. Cũng sứ giả tuyên truyền phương trang sử dụng nguồn nước đúng cách. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ tải thông điệp để
như giảm sử dụng rác thải nhựa, không lạm dụng thuốc hoặc trồng trọt. Asan cho rằng do hoạt động này sẽ có thể về tiến bộ. Quý vị giữ trị và tăng các thống nhất hai chương trình phát bánh mì cho người lao động nghèo. Khoảng 10 cây phát hàng tự động có màn hình cảm ứng kết nối máy tính đã được lắp đặt tại một số siêu thị cho phép người dân lựa chọn các loại bánh mì theo nhu cầu. Máy cũng có khe quẹt thẻ tín dụng nhưng không phải để thanh toán tiền bánh mì mà để các nhà hảo tâm có thể quyên góp tiền cho hoạt động ý nghĩa này. Máy phát bánh mì miễn phí là sáng kiến của quỹ từ thiện do Tiểu Vương Dubai sáng lập. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh đời sống người lao động nhập cư tại Dubai ngày càng eo hẹp vì lạm phát. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có dân số gần 10 triệu người, đó có đến 90% là người nước ngoài, gồm nhiều lao động từ châu Á và châu Phi, chủ yếu đến từ Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hưng Yên. Cảm ơn tâm thưa.